Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Và hôm nay là ngày 22 tháng 6 dương lịch. Và em rất hân hạnh được đón chị Nguyệt và anh Hường và ở xã Yên Dưỡng, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và rất gần cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thôi. Và hôm nay chị Nguyệt và anh Hường đã sang để nghiệm thu và ký duyệt chiếc bàn thờ Tứ Linh Ngũ Mít chân 24. Và em rất chân thành cảm ơn chị Hoàng đã tin tưởng và dùng đồ của em. Và hôm nay chị đã sang để ký duyệt bộ thờ thờ Ngũ Mít này. Và chị ký rồi nhỉ? Vâng, đây trước màn hình quý vị, đây là chị Nguyệt đây. Nguyệt và anh Hoàng và đã sang ký duyệt bộ bàn thờ này. Và thế em cảm ơn chị nhé. Và anh Hường ạ. Vâng, em chúc chị và gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt để sắm đồ gỗ nhiều cho bọn em, ủng hộ bọn em nhiều nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng.